Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay Lê Minh lại sớm phân tích về cái cuộc bầu cử của Mỹ để anh chị các bạn thấy về vấn đề mà cái xứ tam quyền phân lập dân chủ kiểu của Mỹ nó bị bộm và nó rất là xảo trá. Các bạn thấy cuộc bầu cử đây là một cái bầu cử mà nó phức tạp trong lịch sử Mỹ chưa bao giờ có. Thì theo như tôi thấy thì cái sự việc hiện giờ thì nó cái phần thắng nó vẫn nghiêng về bên ông Trump rất là lớn, nhưng mà hồi tối này hồi nào giờ nó bầu cử là nó kết thúc trước 12 giờ, phiếu rồi nó đếm xong là 12 giờ là nó xong hết, là nó tuyên bố ai thắng ai thua. Nhưng mà lần này thì nó có những cái sự gọi là gian lận cho nên nó ngừng lại, nó thấy bên phía dân chủ đó nó thấy nó thua rất là đậm cho nên nó dừng lại, thì để đặng mà nó tìm cách nó gian lận. Các bạn thấy có những cái tiểu bang mà nó nghiêng về ông Trump rất là lớn và nó giờ phút chót thì nó lại ngã về bên ông Biden về cái cử tri đoàn đó. Về chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, về cái cử tri đoàn đó anh chị các bạn, nó lại ngã về ông Trump một con số rất là gần gũi, chứ nó không có trên là xa lắm. Tôi lấy ví dụ như 99.2 và 99.3, thì trong vấn đề mà bầu cử mà khi nó kiểm phiếu đó anh chị các bạn, hiếm khi nào mà có những con số mà nó gần 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 nhau như vậy, quá nhiều ở những tiểu bang. Thì đây là nó có cái sự gian lận rất là lớn. Cái sự gian lận này anh chị các bạn thấy đó, nó sẽ đưa ra tối cao pháp viện, mà phía bên Cộng hòa đó nó đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên thằng phía Cộng hòa nó đã đưa cái số người, bởi vì nó ráo riết, nó gọi là nó cho cái bà tối cao pháp viện mà thuộc về đảng Cộng hòa đó nhận cái số ghế thuộc về đảng Cộng hòa mạnh hơn, để đặng mà phán đoán một cách rõ ràng hơn, cho nên nó chuẩn bị hết rồi. Thì theo tôi thì ông Trump vẫn là thắng và ông sẽ thắng, tại vì tụi bên Cộng hòa xui khiến sao cái bà bên Dân chủ á, bà bị chết trong cái tối cao pháp viện, cho nên vấn đề mà khi mà kiểm phiếu lại, nó sẽ bắt kiểm phiếu lại ở những cái bang mà gần gần gì, nó sẽ kiểm lại hết những cái bang đó. Tại vì cái vấn đề mà hiện nay nó xảy ra rất là phức tạp, nó kiểm lại thì nó đưa thưa kiện, thì tôi thấy là cái số mà dẫn đầu về bên ông Trump là ai cũng thấy ông thắng cao luôn, các bạn thấy. Cho nên cái vấn đề mà cái đảng Dân chủ, các bạn thấy những cái thành phần mà nó chống cộng ở trên mạng xã hội này hay là ở ngoài đời cũng vậy, nó dùng cái đảng Dân chủ nó mị dân lúc nào cũng vậy đó. Cái đảng Dân chủ nó dùng đồng tiền đó nó thao túng xã hội và nó lừa đảo, nó đi ra nó lừa những cái người mà nhẹ dạ cả tin, những người mà người ta không có hiểu biết về vấn đề mà chính trị một cách rõ ràng đó. Thì các bạn thấy cái đảng Dân chủ Mỹ, cái Dân chủ đó, lúc nào cũng vậy, nó rất là thổ tả, nó chỉ biết tiền thôi, nó sống miễn sao và đồng tiền bỏ vô túi nó đầy nhóc là được rồi, và nó hưởng thụ mấy cái thằng chính trị gia, mấy thằng chính trị của đảng Dân chủ cũng vậy nữa, và những cái dân mà theo nó phần nhiều nó cũng hỗn tạp lắm, nó cực kỳ hỗn tạp, nó sử dụng những cái chính sách mà gọi là ngu dân. Như anh chị em các bạn thấy, như bên đảng Dân chủ ông Biden ông đi vận động bầu cử, mà anh chị em các bạn nhìn xem, ông phải quỳ gối dưới một cái thằng da đen để đặng mà đi xin phiếu, để đặng mà lấy ý phiếu của bên cái người da đen đó. Mà trong khi đó cái thằng mà Floyd á, nó là một cái tên tội phạm nha anh chị các bạn. Thằng này nó là một cái tội phạm đủ thứ, cái trong cái mà hồ sơ của lý lịch của nó, màn ơi, nó trộm cắp giết người rồi đủ thứ xì ke ma tí. Mà các bạn thấy khi mà nó chết á, khi mà nó chết, cái đảng Dân chủ nó dùng cái thằng này, nó giật dây này để tạo ra một cái sự làn sóng căm phẫn đó. Cái bên đảng Cộng hòa, cái chính quyền đương đương thời
gây bức xúc và làm loạn đốt phá thiệt hại, tôi nói chuyện bạn hàng trăm tỷ công cái kinh tế. Nó sử dụng cái thằng này, nó tôn vinh lên nhưng mà là một cái thần thánh vậy. Các bạn thấy một cái thằng tội phạm tự nhiên chết mà làm lễ giống như là một nguyên thủ quốc gia vậy, nó rất là khủng khiếp. Và những cái người chính trị gia bên đảng Dân Chủ đó, lại đó rồi làm lễ rồi tổ chức. Cho nên cái đảng Dân Chủ nó lúc nào cũng vậy anh chị, các bạn thấy đừng bao giờ mà tin tụi nó rất là xảo trá, nó bịp bợm lắm, nó dùng những cái chính sách ngu dân, nó bỏ tiền ra, nó mua chuộc người này, nó mua chuộc người kia, nó cho người nọ ăn và nó tuyên truyền về Việt Nam dân chủ là tốt, dân chủ là số 1. Thật sự ra các bạn biết dân chủ nó luôn luôn làm loạn cái xã hội, nó xúi những cái người mà thanh niên, những người trẻ, ngay cả những người tội phạm nữa, các bạn biết xuống đường biểu tình rồi gây bạo loạn, bất động bạo động, rồi nó làm cho chính trị xã hội đất nước bất ổn. Những cái quốc gia mà những cái tiểu bang mà ở bên Mỹ anh chị em các bạn nhìn, những cái tiểu bang mà thuộc về đảng Dân Chủ, đời sống ở những tiểu bang đó rất là khó khăn. Những cái tiểu bang đó kinh tế thì èo, thằng thì giàu giàu múc chỉ luôn, giàu coi như là nước chết đổ tường, thằng thì nghèo 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 bỏ tiếng luôn, nghèo coi như rớt mồng tơi luôn. Mà bởi vì các bạn thấy tại sao ở những cái bang Dân Chủ người vô gia cư lúc nào cũng nhiều, tại vì nó dùng cái chính sách ngu dân, nó đặng mà nó trị những cái dân mà gọi là bị tuyên truyền gọi là ô dân chủ là tốt nhất, dân chủ là số 1, nhưng mà thật sự là không phải. Các bạn thấy trong cái cuộc bầu cử hiện nay thì đối với tôi thì tôi nhìn thấy trong lúc mà nó chuẩn bị giờ kết thúc thì ông Trump ông cái số mà cử tri đoàn á, tại vì cái vấn đề mà bầu cử ở Mỹ nó quyết định cái người làm tổng thống là do cái đảng chứ không phải là do dân, là đảng cử mà dân bầu thôi, dân chỉ đi bầu bầu ở những mỗi tiểu bang bầu bầu những cái cử tri đoàn là đảng. Thì những cái đảng đó mà họ thắng cao mạnh đó thì nó sẽ dồn những cái cử tri đó cho cái người mà ứng cử viên để làm tổng thống. Nhưng nếu mà trong đó có những cái sự gian lận mà không có công bằng đó thì nó sẽ thưa kiện. Đúng rồi, dân chủ nó rất là xảo trá và bị bợm, cho nên tụi nó sử dụng chính sách ngu dân mà. Thì tôi thấy có một số người cho rằng là ông Trump nằm ở kèo dưới. Thật sự ra các bạn nghĩ tụi bên Cộng hòa nó đã tính toán hết trơn. Bởi vì tại sao lý do mà nó đưa cái bà mà tối cao pháp viện thuộc về phe của tụi nó đó, nó đã đưa bà đó vô để đặng cái số ghế chiếm chiếm cao nhất ở trong tối cao pháp viện, để đặng mà tụi dân chủ nó không có lợi dụng cái tối cao pháp viện nó mạnh lắm. Các bạn biết nó phán quyết về những cái hiến pháp của Mỹ mà thay đổi hay là tổng thống đồ đó, là nó là người coi như là chỉ có yes or no rồi, chứ không có hay giá, không có chuyện đó, không có nửa nạc nửa mỡ. Tụi nó không có yes or no. Cái tụi tối cao pháp viện Mỹ nó có cái tòa án đó để đặt nó kiềm chế những cái đảng phái, nhưng mà nó nghiêng về dân chủ nhiều quá thì không tốt. Cho nên vừa rồi cái bà mà thuộc về bên đảng Dân Chủ mà bà giữ cái lá phiếu ở trong cái tối cao pháp viện, bà bị chết đi, tại vì bà già quá rồi, bà bệnh nữa, bệnh già nữa, bà cầm cự nhưng mà qua không nổi, khiến sao bà chết. Cho nên phe Dân Chủ với Cộng Hòa nó ráo riết nó đưa bà đó vô. Thì hiện nay vấn đề mà theo tôi thì như các bạn thấy có rất nhiều người mà không đồng ý. Chính trị Mỹ nói chung mình theo dõi để mình biết, tại vì nó là một cái quốc gia đầu tàu. Việt Nam mình cũng vậy, Việt Nam mình là một cái đất nước nhỏ, hiện nay mình mới phát triển và đổi mới, mình cần cái thị trường kinh tế để là mình làm ăn, dân giàu nước mạnh, mình mới hiện đại hóa được quốc phòng, mình mới bảo vệ được tổ quốc mình. Chứ mình không thể nào mình ra đây mình lên mạng rồi mình đi chống Mỹ chống Tàu, mình không chống ai hết, mình không chống Việt Nam, mình chủ trương là hòa bình và tất cả mọi quốc gia đều là bạn thôi.
Nhưng mà những cái quốc gia như Trung Quốc lúc nào họ cũng muốn chèn ép Việt Nam mình. Các bạn nghĩ đi, cái đảng Dân Chủ mà nó lên, nó bị thằng Trung Quốc nó thao túng rất là lớn, bởi vì nó chiếm cái thị trường, mà thằng Trung Quốc mà nó mạnh, nó càng mạnh thì nó chèn ép Việt Nam mình, nó sẽ làm cho Việt Nam mình ngóc đầu không nổi. Các bạn nhớ vậy, chỉ mong rằng Mỹ nó kiềm chế được Trung Quốc để Việt Nam mình có cơ hội mình phát triển kinh tế, mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Khi mà kinh tế của mình thịnh vượng, giàu có lên thì mình sẽ là những đối tác lớn, mình sẽ là một những cái đối tác gọi là có uy tín trên cộng đồng thế giới. Thì lúc đó những cái quốc gia như Mỹ hay là ngay cả Trung Quốc, bất cứ quốc gia nào họ có những cái chính sách và chèn ép Việt Nam, hay là muốn hiếp đáp Việt Nam về lãnh thổ mọi mặt, thì mình có thể thưa kiện ra ngoài cộng đồng quốc tế để mình bảo vệ, chứ không phải mình lên trên này mình ngồi đó mình ca ngợi Mỹ, hay là mình chống Tàu hay chống Mỹ, hay là chống bất cứ cái quốc gia nào. Mình là một cái quốc gia rất là nhỏ bé, mình luôn luôn sống trong hòa bình. Cái những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam của mình, tôi nói chỉ các bạn càng càng tìm hiểu về những người lãnh đạo, người ta rất là giỏi, muốn muốn luôn luôn làm sao tạo cái sự hòa bình và yên ổn. Mà trong khi đó các bạn thấy những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp, cái đám thổ tả ở hải ngoại, cái đám dân chủ mị dân đó, nó tìm đủ mọi cách, nó gây lên cái sự hận thù của trong cái người dân mình với những cái quốc gia lân lân bang, để làm sao để làm cho người dân gọi là bức xúc. Chính quyền nó hay dùng cái câu là nhà nước Việt Nam mình là hèn với giặc, ác với dân. Các bạn thấy khi mà đất nước có chiến tranh loạn lạc, ai là người chịu chịu thiệt? Dân. Các bạn thấy mình xây dựng một cái đất nước có được ngày hôm nay, mất mấy chục năm trời và biết bao nhiêu xương máu của những người anh hùng chiến sĩ, biết bao nhiêu đã người đã, máu đã đổ xuống. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Đã nằm xuống cho quê hương đất nước của mình. Cho nên nhiều khi tôi thấy anh chị các bạn lên mạng mình quá gọi là khiêu khích, mình quá giống như là mình bài trừ Trung Quốc hay là bài trừ Trung hàng Mỹ. Mình không có cái chủ không nên có những cái chủ trương đó. Tại chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam, các bạn thấy mình hiện nay ngoại giao trên 200 quốc gia chứ không phải là ít. Các bạn ngay cả khi mà tôi tranh luận với cái đám mà chống cộng ở bên Mỹ này, tôi nói Việt Nam mình hiện nay là một cái quốc gia đối tác, họ làm ăn và có phái bộ ngoại giao trên 2 quốc gia, nó nói xạo. Tại vì tụi nó rất là ngu, nó dùng những cái sự mà gọi là Việt Nam mình bị thế giới cô lập thế này kia, nó tạo ra cái sự bức xúc cho người dân trong nước và nó gây lên sự hoang mang. Rồi tôi có những cái bằng chứng, những cái link dẫn chứng để cho tụi nó thấy. Các bạn thấy, bởi vì mình đừng có để sập bẫy cái đám chống cộng cực đoan. Các bạn thấy khi mà những cái biến cố xảy ra ở ngoài Biển Đông vậy, Đảng và nhà nước Việt Nam luôn luôn tìm cách để đặng mà giữ cái thế gọi là ôn hòa. Tại vì chỉ cần mà mình một cái đất nước nhỏ xíu, tôi nói hiện nay với cái tầm chiến lược của mình, làm sao mình có thể chống chống chọi nổi với một cái quốc gia lớn. Nếu mà có chống đợi mình có đánh một đánh Mỹ, đuổi Trung Quốc hay là đuổi Pháp hay là đuổi bất cứ quốc gia nào chăng nữa, thì đất nước mình nó cũng tan hoang và thiệt hại. Các bạn biết phải xây dựng cả hàng chục năm, mất cả hàng chục năm khác để đặng mà xây dựng lại một cái đất nước có được đẹp như ngày hôm nay. Anh chị em các bạn nhìn thấy ở Trung Đông, Syria, Libya, Iraq, Afghanistan, những cái quốc gia chiến tranh triền miên, và cũng chỉ vì cái chữ gọi là dân chủ mị dân xảo trá nó đem tới. Giờ đây tan thương tan nát hết, dân chúng sống trong loạn lạc khổ sở. Và tôi góp ý kiến với anh chị các bạn là chúng ta cũng nên mình cũng nên giữ cái sự ôn hòa
mình chẳng có cùng bất cứ một quốc gia nào, mình cần phải có những cái chủ trương sống đúng theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chứ mình đừng có tự ý mình lên mạng này. Mình thì chỉ có cái bàn phím thôi, thì làm sao mình đánh nổi lại với những cái thằng mà quốc gia lớn được. Cho nên mình phải khôn khéo anh chị em các bạn. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cái vấn đề đó các anh chị em càng nhìn thấy về vai trò lãnh đạo của Đảng Việt Nam. Tôi nói chị vâng, các bạn sẽ thấy sự khâm phục và kính nể những người ở Trung ương, người ta phải 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 gọi là nặng đầu nặng óc, tìm đủ mọi cách gìn giữ cái sự hòa bình để cho các bạn và tôi và rất 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 nhiều người, hàng triệu 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 người sống trong cái sự hòa bình. Tôi nói chuyện bao các bạn ở ngoài, ngay cả tình trạng mà mình chỉ cần có cái hành động gì mà mình chống lại mà Trung Quốc, hay là mình theo Mỹ hay là theo Nga, theo gì, ai bất cứ ai, là các bạn biết Việt Nam mình nó sẽ bị những cái quốc gia và cái tụi mà chống cộng đó, nó trúng kế của nó sẽ lôi Việt Nam mình, người dân xuống đường, họ kém hiểu biết, họ sẽ bị đưa vào những cái bài học năm 2018 tháng 6. Các bạn thấy đó là do những cái một số những người dân bị tuyên truyền thiếu hiểu biết về vấn đề dân chủ, họ xuống đường, họ bạo loạn, họ đập phá, tới chừng họ hiểu ra. Các bạn thấy nhà nước Việt Nam, bên mặt trận tổ quốc, bên ban tuyên giáo, người ta giải thích và tìm cách để cho người dân hiểu rõ được giá trị của cuộc sống dân chủ tự do, là nó phải có nằm trong cái khuôn khổ, trong cái sự hòa bình độc lập, trong cái phép tắc nó rõ ràng, chứ đâu phải mà dân chủ ra xuống đường là cứ đập phá rồi đốt của, giết người rồi gây thiệt hại kinh tế. Các bạn thấy nước Mỹ bây giờ coi như là, tôi nói hơi hơi quá đáng, chúng coi đối với tôi toan rồi, coi như là lạng quạng cái cuộc bầu cử này. Tôi nói gì các bạn, cuộc bầu cử của Mỹ hiện nay nó sẽ xảy ra những cuộc bạo loạn và bạo động, nó sẽ đổ máu, sẽ có nhiều người chết. Theo tôi thấy nó đang có những cái mầm mống mà hiện nay đi ra đường chỉ cần cái phe ủng hộ Trump và cái phe chống Trump thôi là nó đã đột nhau rồi. Và không những cái thị trường mà bán súng ống đạn dược của Mỹ hiện nay các bạn biết nó bán đắt như là tâm tư vậy. Như là các bạn đi ra ngoài chợ mà lúc mà giống như thịt heo mà nó tăng giá rồi nó hiếm á, người ta mua thấy nóng lạnh luôn á. Các bạn biết tới nơi mà những cái siêu thị lớn nó mở cửa nó bán súng ống đạn dược trở lại, hồi lúc trước nó đóng cửa tại vì cái vấn đề mà đại dịch đó, bây giờ nó mở cửa nó bán lại, tại người ta mua để đặng mà người ta thủ. Thành ra nó cái xã hội Mỹ, tôi nói tình trạng hiện nay nó nằm trong cái sự báo động khủng khiếp, chứ không phải giờ các bạn, bởi vì các bạn đang sống trong một đất nước hòa bình độc lập bình yên. Anh chị em các bạn nhìn thấy, nhìn qua Mỹ gần 1 triệu người nhiễm COVID và gần 300.000 người chết, mà trong khi đó Việt Nam mình các bạn thấy các bạn được được một chính phủ rất là ưu việt bảo vệ các bạn từ mọi thứ hết để có được sự bình yên. Ngay cả tôi nói vấn đề mà lũ lụt thiên tai xảy ra hiện nay, tuy rằng có những cái sơ sót chưa có hoàn chỉnh nhưng mà sẽ được tốt hơn. Các bạn thấy ngay cả một cái ông trưởng thôn có những cái sự sơ sót của một số người dân khi họ đi làm từ thiện, thì lại có những người họ đi tiếng sau, những người đi tiếng đầu họ làm sai sót thì những người đi tiếng sau họ sẽ làm tốt hơn đấy. Trong cái khó nó luôn luôn ló ra cái khôn. Thế bây giờ ông trưởng thôn lại trở thành một người được người dân thương mến. Các bạn thấy không, lúc đầu người ta không hiểu cái tụi chống cộng, bắt đầu nó lại lợi dụng những cái hình ảnh đó về ông trưởng thôn, nó sẽ bêu riếu, nó sẽ xuyên tạc, nó sẽ tìm đủ mọi cách để đặng mà chống phá Việt Nam. Cho nên chúng ta hết sức bình tĩnh, đừng có để trúng kế những cái đám mà chống cộng
cực đoan ô hợp hỗn tả trong và ngoài nước, cái đám dân chủ cụi, cái đám mà mất dạy đó, phải bình tĩnh. Chúng ta, anh em chúng ta lên đây, các bạn nên nhớ rằng dưới ngọn cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, chúng ta chỉ đi theo đường lối lãnh đạo của cơ quan nhà nước Việt Nam, chứ không có nên vì không nên quá đặt nặng vấn đề cá nhân. Khi các bạn tham gia chính trị như vậy, mình phải có một cái lý tưởng rõ ràng, và mình phải có một cái người leadership, có nghĩa là một cái người lãnh đạo của mình là Đảng và nhà nước Việt Nam. Chỉ có vậy thôi, đường lối của Bác và Đảng mà chúng ta đi theo, pháp luật, chứ không phải mình lên đây nhiều khi nghe mấy thằng cái này nọ mình cũng quay qua mình bức xúc, rồi mà tự ý mình chống Mỹ chống Tàu, rồi bắt đầu tuyên truyền ra tầm bậy tầm bạ. Cái gì quá khứ nó đã là quá khứ rồi, cái hiện tại làm sao, cái làm sao trước mắt. Ông bà mình có câu có thật mới trực được đạo, đất nước mình cần phải xây dựng phát triển kinh tế phồn thịnh thịnh vượng, mình có tiền mình mới hiện đại hóa quốc phòng được, mình mới thực hiện được cái di chúc của Bác là mình phải sánh vai với các cường quốc năm châu. Mình chưa có thật, mình làm sao mình đòi giật đạo, làm là cái đó nó không có thực dụng rồi thực tế. Bởi vì cuộc sống ngày hôm nay chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, mình đừng có vì một chút cái sự ghen ghét nào đó rồi trúng kế của cái tụi mà chống cộng chống phá Việt Nam ở trong và ngoài nước. Các bạn biết tụi nó xảo quyệt lắm, ngay cả tôi nói về vấn đề mà ông trưởng thôn, chuyện đó ông trưởng thôn nó đã bắt đầu nó cắt ghép, nó photoshop rồi, từ những cái mà hình ảnh lục lọi nó đã photoshop rồi, các bạn thấy không? Tụi nó khốn nạn và mất dạy lắm, nó là cái lũ gọi là thổ tả và ô hợp, mà cái đám mà xuyên tạc chống phá Việt Nam. Bởi vì đây là cái cơ hội của nó, cho tụi nó để đặng mà nó lừa những cái người khác, nó đi kiếm tiền, nó đi quyên góp, nó câu view câu like, ô nó làm đủ thứ. Thành ra vấn đề mà chuyện của Mỹ thì của thằng Mỹ thôi, mình chỉ theo dõi để mình biết. Cái quan trọng là làm sao đất nước mình yên bình, dân mình có công ăn việc làm, mình tạo điều kiện cho những cái giới đầu tư của những cái quốc gia khác họ vào Việt Nam để đặng mà họ đầu tư, và dân mình có công ăn việc làm, và khi người dân của mình cuộc sống ấm no giàu có trở lên thì mình sẽ đất nước mình sẽ văn minh hơn, đất nước mình sẽ tốt đẹp hơn. Và các bạn nghĩ đi, khi mà mình có tiền rồi mình sẽ hiện đại hóa quốc phòng, thì đố cha thằng nào lúc đó thằng Mỹ thằng Trung Quốc nó cũng không dám đụng tới, nó càng nể mình nữa, nó càng nể mình, nó càng nể phục mình nữa. Thì lúc đó các bạn thấy mình lại thực hiện được di chúc của Bác và những người mà đã nằm xuống, xương máu của họ đã đổ ra, chứ không phải mình lên trên này mình chỉ là một cái một mình không thể nào mà một đất nước của mình nhỏ bé mà mình còn phải lo đủ trăm bề hết, vừa xây dựng vừa thay đổi đủ mọi thứ hết, mà còn phải chống chống Mỹ chống Tàu, chống này chống kia nữa, thì các bạn thấy nói cái đó là nó không thực tế. Cái đó thì tôi nói anh chị các bạn mình bỏ qua cái tư duy đó đi. Không phải tôi ở Mỹ là tôi ca ngợi Mỹ, tôi đến đất Mỹ này tôi cũng chỉ là một người dân bình thường, tôi đi làm ăn và tôi kiếm tiền thôi. Tôi thích kinh kinh doanh, tôi là một người kinh doanh, tôi rất là thích làm ăn. Và chính trị tôi chỉ theo dõi, tôi chỉ chia sẻ, bởi vì tôi thấy những cái gì đúng cái gì sai. Nhưng mà vì vấn đề mà kinh doanh là tôi rất là giỏi nha anh chị các bạn. Cái này mình tự khen mình luôn á. Xin thôi thì xin chào anh chị các bạn nha. Cái chuyện hiện nay thì nói chung thì chính trị của Mỹ mình theo dõi để biết, để hiểu biết vậy thôi. Thôi thì xin chào anh chị các bạn. Đại khái thì cứ chờ xem câu chuyện này, cái trò chơi chính trị của Mỹ nó còn dài, thì cũng đây là một cái cơ hội. Tôi nói anh chị các bạn, đây là một cái cơ hội để người dân Việt Nam mình họ sáng mắt ra. Bấy lâu nay cái đám dân chủ thổ tả nó tuyên truyền, nó muốn đem cái dân chủ thổ tả của nó vào trong Việt Nam, và đây là một cái cơ hội dịp mai hiếm có
để người dân trong nước thức tỉnh và thấy được cái sự xảo trá và bịp bợm của những thành phần mà nó cứ kêu gọi nào là dân chủ. Các bạn thấy như cái đám con Ly Sào Phạm, thằng Benny Trương, Tân Thái rồi nó gào thét bao nhiêu năm nay, và cái đám Đào Tục Quần, Đào Minh Quân gì đó, rồi mấy cái đám mà lợi dụng núp bóng tôn giáo rồi bây giờ bắt đầu nó đã lộ 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 ra cái bộ mặt xảo trá thổ tả của tụi nó. Anh chị các bạn thấy nó đã lộ ra hết rồi. Rất là vui, tôi phải nói đây là có sự rất là vui, rất là tự hào. Mình là người, một người Việt Nam, những cái gì mình đấu tranh mình phải có một cái kết quả, một cái sự thắng lợi. Cái sự thắng lợi là gì? Mình đem lại cái sự bình yên của tổ quốc của mình, quê hương của mình. Đó là vấn đề quan trọng, chứ không phải tôi lên đây là tôi theo Mỹ, theo Tàu, theo Nga, theo này cái mình chẳng theo ai, chủ trương của nhà nước Việt Nam của mình chẳng theo ai cả. Mình phải đứng trên cái đôi chân của mình và mình phải sử dụng cái cơ hội để phát triển kinh tế. Tại vì các bạn nên nhớ thời buổi bây giờ mà anh không phát triển được kinh tế thì anh quên đi cái chuyện mà anh bảo vệ tổ quốc thế này nọ, anh quên đi. Thời buổi bây giờ nó chỉ ngồi tại chỗ nó bấm nút, nó có thể bắn bắn giết nhau rồi, chứ không phải như ngày xưa anh có thể tầm vong vạt nhọn, anh có thể dao kiếm mát là anh cược nhau là anh đập. Bây giờ nó chỉ ngồi tại chỗ thôi là nó giết nhau rồi, các bạn thấy. Thành ra quên đi, mình cần phải sống cho nó văn minh, càng lúc càng hiểu biết hơn. Thì thôi thì cảm ơn anh chị các bạn nha. Xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp like khác. Tại vì cũng thấy cái chuyện mà bầu cử của Mỹ đây là một cái đề tài cũng khá hay để mình chia sẻ, để anh chị các bạn thấy được cái bộ mặt thật xảo trá mà cái tụi dân chủ nó luôn luôn nó tân bốc và nó đội trên đầu trên cổ nó, và đi đâu nó cũng rao ríu nước Mỹ là số 1, dân chủ là số 1. Thì bây giờ nó lộ ra hết rồi anh chị các bạn. Thôi xin chào một lần nữa, xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp sau. Bye 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 bye